Thầy xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn học giáo dục thể chất lớp 1. Hôm nay các em thấy sức khỏe của mình như thế nào? Có tốt không nào? Ở nhà các em có tự ôn lại các động tác mà mình đã tập ở tuần trước không? Có tập luyện thể dục thể thao hàng ngày không các em? Hôm nay chúng ta tiếp tục học chủ đề thể dục nhịp điệu. Bài 4, tuần 34, các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay, trò chơi phản xạ nhanh và bài tập rèn luyện thể lực các em nhé. Trước khi bước vào bài học, các em hãy đảm bảo cho thầy các yêu cầu này nhé. Thứ nhất, các em hãy chọn vị trí thích hợp, có thể là đứng trước tivi để dễ dàng quan sát và tập luyện. Thứ hai, dọn dẹp sạch sẽ vị trí tập luyện của mình. Thứ ba, các em phải tham gia tích cực và hiệu quả trong hoạt động trò chơi, tập luyện và rèn luyện thể lực nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, các em biết và thực hiện được động tác nhún di chuyển sang trái, phải, nhún di chuyển tiến, lùi, nhún di chuyển sang trái, phải kết hợp tay, nhún di chuyển tiến, lùi kết hợp tay. Hoàn thành trò chơi và các bài tập rèn luyện thể lực các em nhé. Bây giờ các em cùng khởi động với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Hai tay chống hông gập cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4. Xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8. Hai tay trên vai, xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay trên gối, xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổ bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy tại chỗ 2 lần 8 nhịp. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, thầy sẽ cho các em chơi trò chơi hỗ trợ khởi động. Trò chơi mang tên phản xạ nhanh. Trò chơi này giúp các em khả năng phản xạ, vận động và linh hoạt. Cách chơi. Chúng ta sẽ có 3 động tác: vỗ tay, đứng lên và ngồi xuống. Khi nghe thầy hô vỗ tay thì các em sẽ cùng hô vỗ tay và thực hiện vỗ tay một cái. Tương tự như vậy cho động tác đứng lên và ngồi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thử một lần nhé. Các em chuẩn bị. Vỗ tay. Đứng lên. Ngồi xuống. Vỗ tay.
ngồi xuống, đứng lên. Vỗ tay. Đứng lên. Ngồi xuống. Thôi. Các em chơi tốt lắm. Các em có muốn chơi thêm một lần nữa không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chơi thêm một lần nữa nhé. Lần này chúng ta sẽ chơi khó hơn. Khi nghe thầy hô vỗ tay thì các em sẽ hô vỗ tay nhưng thực hiện động tác ngồi xuống. Khi nghe thầy hô đứng lên thì các em sẽ hô đứng lên nhưng thực hiện động tác vỗ tay. Khi nghe thầy hô ngồi xuống thì các em sẽ hô ngồi xuống nhưng thực hiện động tác đứng lên. Em nào thực hiện đúng sẽ là người chiến thắng các em nhé. Các em chuẩn bị. Vỗ tay. Đứng lên. Ngồi xuống. Vỗ tay. Ngồi xuống. Đứng lên. Vỗ tay. Đứng lên. Ngồi xuống. Thôi. Hôm nay các em cùng với thầy ôn lại các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay. Đầu tiên, ôn động tác nhún di chuyển sang trái, phải. Trước khi ôn, các em quan sát thầy thực hiện và phân tích lại một lần nhé. Tư thế chuẩn bị. Đứng thẳng, hai tay chống hông, nhịp 1, nhún hai gối, nhịp 2, đứng thẳng, bước chân trái sang ngang, nhịp 3, nhún hai gối, nhịp 4, bước chân phải khép vào chân trái về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện giống nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng ở nhịp 6, bước chân phải sang ngang và ở nhịp 8, bước chân trái khép vào chân phải về tư thế chuẩn bị. Ở động tác này các em chú ý nhịp bước di chuyển sang trái và phải. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào, bây giờ các em cùng tập luyện với thầy nhé. Các em chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Tiếp theo, ôn động tác nhún di chuyển tiến lùi. Trước khi ôn, các em quan sát thầy thực hiện và phân tích lại một lần nhé. Tư thế chuẩn bị. Đứng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 1, nhún hai gối. Nhịp 2, đứng thẳng, đưa chân trái ra trước. Nhịp 3, nhún hai gối. Nhịp 4, bước tiếp chân phải lên khép vào chân trái về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, nhún hai gối. Nhịp 6, đứng thẳng, đưa chân phải ra sau. Nhịp 7, nhún hai gối. Nhịp 8, bước tiếp chân trái về sau, khép vào chân phải về tư thế chuẩn bị. Sai lầm thường mắc, các em thường lúng túng khi di chuyển bước, quên nhịp nhún gối. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Nào, bây giờ các em hãy đứng lên cùng tập luyện với thầy nhé. Các em chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Tiếp theo, ôn động tác nhún di chuyển sang trái, phải, kết hợp tay. Trước khi ôn, các em quan sát thầy
thực hiện và phân tích lại một lần nhé. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay co, ép khuỷu tay trước mặt, bàn tay nắm hướng vào trong. Nhịp 1, nhún hai gối, hai tay vẫn giữ như tư thế chuẩn bị. Nhịp 2, đứng thẳng, bước chân trái sang ngang, đồng thời hai tay mở ra ngang, khuỷu tay vuông góc, ngang vai, bàn tay nắm hướng ra ngoài. Nhịp 3, nhún hai gối, hai tay vẫn giữ như nhịp 2. Nhịp 4, bước tiếp chân phải khép vào chân trái, đồng thời đưa hai tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện giống như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 6, bước chân phải sang ngang, và ở nhịp 8, bước chân trái khép vào chân phải về tư thế chuẩn bị. Sai lầm thường mắc: các em thường lúng túng khi di chuyển bước, quên nhịp nhún gối, không phối hợp tay và chân đúng nhịp. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Nào, bây giờ các em cùng tập luyện với thầy nhé. Các em chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Cuối cùng, ôn động tác nhún, di chuyển, tiến, lùi, kết hợp tay. Trước khi ôn, các em quan sát thầy thực hiện và phân tích lại một lần nhé. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay co ngang ngực. Nhịp 1, nhún hai gối, hai tay vẫn giữ như tư thế chuẩn bị. Nhịp 2, đứng thẳng, bước chân trái ra trước, đồng thời hai tay duỗi ra trước, lòng bàn tay sấp. Nhịp 3, nhún hai gối, hai tay vẫn giữ như nhịp 2. Nhịp 4, bước tiếp chân phải lên khép vào chân trái, hai tay co trước ngực về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, nhún hai gối, hai tay vẫn co trước ngực. Nhịp 6, đứng thẳng, đưa chân phải ra sau, đồng thời hai tay duỗi thẳng ra trước, lòng bàn tay sấp. Nhịp 7, nhún hai gối, hai tay vẫn giữ như nhịp 6. Nhịp 8, bước tiếp chân trái về sau, khép vào chân phải về tư thế chuẩn bị. Ở động tác này, các em chú ý khi thực hiện động tác chân và tay phải cùng nhịp. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Nào, bây giờ các em hãy đứng lên cùng tập luyện với thầy nhé. Các em chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Vừa rồi, các em đã cùng với thầy ôn lại các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay. Các em rất tích cực tham gia tập luyện. Thầy có lời khen đến các em. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, các em cùng rèn luyện thể lực với thầy nhé. Các em sẽ thực hiện động tác gập bụng trên nền nhạc 10 lần. Mục đích: tăng cường thể lực và khả năng vận động cho các em. Cách thực hiện: các em ngồi xuống, nằm ngửa, hai tay bắt chéo sau đầu, hai chân co lại. Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu thì các em sẽ thực hiện động tác giống như thầy, theo tiếng đếm. Các em đã hiểu chưa nào? Các em chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các em đứng lên, hít thở và thả lỏng tự nhiên đi nào. Bài tập này có mệt không các em? Có em nào không thực hiện được 10 cái
theo tiếng đếm của thầy không? Có phải không nào? Nhưng không sao, lần sau các em cố gắng nhiều hơn nữa để mình hoàn thành tốt hơn nhé. Thầy cảm ơn các em. Nào, các em cùng căng cơ và thả lỏng với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Hai tay đan vào nhau, đưa lên cao, kiển gót chân. 1, 2, 3, 4. Hai chân rộng hơn vai, nghiêng người qua bên trái. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4. Gập sâu. 5, 6, 7, 8. Chuyển ép dọc. 1, 2, 3, 4. Chuyển ép ngang. 5, 6, 7, 8. Đổi bên ép dọc. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thả lỏng tay và chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện xong phần căng cơ thả lỏng. Thầy cảm ơn các em. Hoạt động vận dụng. Các em hãy cho thầy biết động tác trên là động tác tên gì vậy các em? Có phải là động tác nhún di chuyển sang trái phải không các em? Đúng rồi, đây là động tác nhún di chuyển sang trái phải các em nhé. Các em hãy vận dụng các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay vào trong các bài tập thể dục nhịp điệu nhé. Hôm nay các em đã cùng với thầy ôn các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay. Các em rất tích cực tham gia tập luyện. Ở nhà các em nhớ ôn lại các động tác và hãy nhớ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe, nhất là trong mùa dịch bệnh này nhé các em. Bài học tuần sau chúng ta sẽ ôn lại các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay. Bài học này có trong sách giáo khoa trang 70, 71, 72, 73. Các em ở nhà nhớ tìm hiểu trước cho thầy nhé. Thầy cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.